ở Tháp Bản Dốc, ở Trùng Khánh, hay là ở có hang Bắc Bó, suối Lenin ở Hà Quảng, có thêm hồ Thang Hen, núi Thủng ở Trà Lĩnh ạ. Dạ cô bác quý anh chị, thì Vùi Hồ đang có mặt tại nhà của một cô gái thiếu nữ người Nùng. Thì hôm nay thì đó là ai thì mời cô bác quý anh chị cùng chào em nha. Tuyết ơi, anh chào em nha. Ơi. Em năm nay nhiêu tuổi Tuyết hả? Dạ em 18 ạ. Em đang làm cái công việc gì vậy? Em đang học để chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp đi anh. Em hàng ngày thường làm cái công việc tắt ngô này không? Dạ có anh ạ. Nhưng mà bây giờ kiểu như là đa số dùng máy rồi. Tắt gì nó có đau tay lắm không? Anh thấy ngô này nó hơi cứng hơn so với của bên quê anh. Thì chưa quen hơi đau tay, nhưng mà nếu kiểu như là lâu ấy anh thì chai tay, có chai tay mình đỡ đau tay hơn. Cái trường em học nó gần đây không? Đi xa tầm khoảng 11 km ạ. 11 km. Rồi em đi học bằng gì? Em đi học bằng phương tiện gì ạ? Dạ bố mẹ em mua cho em một cái xe máy ạ. Rồi có được chạy đến trường không ta? Dạ có. Ý anh nghĩ là chưa qua 18 tuổi thì không chạy đến trường á. Ôi tách ngô khá là nhanh á. Em thường xuyên làm cái công việc này không? Có. Tuyết ơi, anh thấy cái trang phục của em đang mặc á, rất là đẹp và xinh gái luôn. Vậy thì cái trang phục của mình là truyền thống của người Nùng mình hả Tuyết? Dạ vâng ạ. Và em sẽ thường mặc khi nào? Em thường mặc vào những lễ hội truyền thống này, hay là ngày mấy cái gì đặc biệt đi anh. Em có thể ví dụ như một cái những cái việc dịp đặc biệt là dịp nào? Ngày Tết truyền thống này, hay là những cô dâu Nùng An ấy anh. Thì người Nùng của em thì có tất cả là bao nhiêu người ha? Tại vì anh biết thì có người dao, thì người dao đỏ, người dao trắng nè. Còn em thì có Nùng An, anh nghe nói là có Nùng An, Nùng Y rồi. Có Nùng An, Nùng Inh, Nùng thêm Nùng Lòi nữa anh ạ. Khá là đông. Em thì được mấy anh chị em? Nhà em thì có hai anh chị em, mà em có thêm một đứa em trai nữa. Đứa em trai bao nhiêu tuổi rồi Tích ha? Em trai của em thì là năm nay học lớp 4 ạ. Ba mẹ của em thì thường làm cái công việc gì? Bố mẹ em thì là làm nông ạ. Bố mẹ là làm trồng ngô hết thôi. Tại sao mình phải lãi ngô như thế này à Tuyết hả? Tách ngô á, ý anh hỏi tại sao mình phải tách ngô ra để làm chi à? Mình tách ngô ra rồi phơi khô, rồi là để vào máy để xay sát ra cho nó vụn ý anh, rồi là cho chăn gà này, chăn vịt này, chăn lợn này. Thì mình bán, hay là mình bán cho người ta chăn, hay là mình để cho nhà mình chăn? Bán một phần và để nhà một phần ạ. Thì một ký ngô, một cân ngô như thế là khoảng bao nhiêu tiền? Một cân thì thời buổi bây giờ là tầm khoảng 4.000 đến 5.000 anh ạ. 4.000 đến hơn 5.000 đồng. Mùa này là mùa ngô. Thì em có thường đi ra ngoài đám ruộng của mình để hái ngô không? Dạ có anh ạ. Buổi sáng thì em đi học, buổi chiều em phụ giúp bố mẹ. Ồ khá giỏi à. Cuối năm 12 em được loại gì? Dạ khá thôi ạ. Em dự định thì mình sẽ thi vô ngành gì hả Tuyết hơn? Không sao đâu. Anh thấy em trước ống kính em có lẽ là em khá gung hả? Dạ cũng bình thường thôi. Sau khi hết lớp 12 thì em sẽ dự định đi theo vô ngành gì? Học ngành gì ấy? Có lẽ em định
đi làm luôn để phụ giúp bố mẹ thôi ạ. Ừ. Em sẽ lập nghiệp làm ở ở Cao Bằng này hay là em sẽ vào những cái thành phố lớn? Chắc đi xa với mẹ một vài năm ạ. À, em đó và giờ em có vào Hà Nội chưa? Dạ chưa ạ. À, vì đoạn đường ở đây cũng khá xa ha. Dạ. Em có thể giới thiệu về một số một cái những cái món ăn, những cái đặc sản của người Nùng mình không Tiết? Ờ, đặc sản của người Nùng thì là anh thấy ở đây thường có gà luộc nha. Con gà mình hấp á, luộc á. Dạ, em ở đây thì em có được dùng ăn những cái món của hải sản của biển chưa? Vẫn có anh ạ. Ừ. Nhưng mà là khá là ít, tại kiểu như là ở đây là vùng núi, xa vùng biển dưới kia, thế nên là vận chuyển lên đây cũng hơi là xa, giá thành cũng sẽ đắt đỏ hơn. Ừ. Ở nhà mình thì ở trong bữa cơm của mình thì mình sẽ thường ăn cơm với gì nha? Ba mẹ mình thường cho mình ăn cơm với gì nha? Có thịt, rau xanh, củ quả nữa. Anh thấy nhà mình là một nơi vùng cao nè. Rồi việc mà di chuyển đi xuống chợ hay là những buổi chợ phiên thì khoảng 5 ngày mới họp một lần. Thì như thế thì rau xanh với củ quả với lại thịt đó là ở nhà mình có sẵn hay là mình phải mua? Đa số là nhà tự trồng ạ. Tự trồng để cho gia đình ăn, cũng trồng để buôn bán để kiếm thêm thu nhập nữa. Nhà em trồng nhiều không? Dạ cũng khá khá. Rau xanh thì nhà em trồng được những loại rau nào? Bắp cải, su hào, nhiều quá nhớ không hết. Khá nhiều ạ. Anh thấy nãy giờ nói chuyện với anh mà em tách ra ngô ra được bao nhiêu quả trái hả? Nãy giờ thì 7 phút hai anh em tâm sự, em tách được 6 trái rồi. Khá là đau tay nha. Hàng ngày khi mà em tách ngô á thì em có mang bao tay gì không, mang ủng không, mang tay ủng tay? Dạ không ạ, kiểu như là mang bao tay thì nó cách rất khó hơn ạ. Tại vì anh lấy cái những cái hạt ngô này nè, cứng hơn so với miền Nam của anh thì ở Đồng Tháp ra, ở miền Nam á, cách đây khoảng hơn 1.500 cây á. Em có nghe nói Đồng Tháp không? Có ạ. Em có biết, em có thường xem video clip ở miền Tây ở Đồng Tháp không? Thỉnh thoảng xem anh ạ. Em ấn tượng với gì ở miền Nam nhất? Có ấn tượng với gì miền Nam không? Điều đặc biệt anh ấn tượng ở trên này, ở quê em đó, là muốn đi qua làng này qua làng kia đó là phải đi qua những cái quả đồi. Còn ở trên quê anh đó, muốn làng này đi qua làng kia đó là phải đi qua đò, đúng không? Em biết đò không? Dạ, em có biết ạ, nhưng mà em chưa được thử ạ. Em có biết bơi lội không? Dạ, em không ạ. Tại vì mình đâu có nước nhiều đúng không? Dạ, ở đây không có đâu anh ạ. Em có thể giới thiệu một số cảnh đẹp ở đây cho mọi người biết được không? Cao Bằng thì có thác Bản Dốc. Ở thác Bản Dốc ở Trùng Khánh, hay là có hang Bắc Bó, suối Lenin ở Hà Quảng, có thêm hồ Thang Hen, núi Thủng ở Trà Lĩnh ạ. Em có biết Kim Đồng không? Dạ có. Nông Nhân Dền á thì quê ông ở đâu? Em quên rồi. Nói chung là cũng khá là thú vị khi anh tâm sự với em. Chúc em có thời gian sắp tới nữa mình sẽ gặp được nhiều may mắn nha.
Em cảm ơn. Ừ, chút xíu nữa anh sẽ dùng một em sẽ cho anh thưởng thức một số ẩm thực của quê em nha. Rồi bây giờ thì em có muốn nói lời gửi lời nào đến những người trong nước Việt Nam cũng như là khi mà em được anh phát trên YouTube không ạ? Em cũng rất là tự hào khi thi Cao Bằng được nhiều người biết đến hơn và là dân tộc Nùng, đặc biệt là dân tộc Nùng của em ạ. Con muốn gửi lời gì với mọi người nữa không? Cô bác quý anh chị thì cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Thì chắc có lẽ là Tuyết rất là ít giao tiếp với mọi người nên rất là ngại đúng không em hả? Thì anh chúc em sức khỏe và có nhiều thuận lợi trong cuộc sống nha. Cảm ơn. Cho anh gửi lời chúc thăm ba mẹ em luôn, chúc ba mẹ em luôn nha.